Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với trận Minecraft Happy Share của mình. Và hôm nay chúng ta đã quay trở lại với minigame. Thì lâu mà chúng ta không làm về minigame. Ok, hôm nay ta sẽ làm về bao nhiêu ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hi ha. Và đấu với một thằng Mudder thì như thế nào ta? Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ về 6 thằng hi ha sẽ đi đọc ở anh em tập đoàn hi ha. Đi theo nào anh em? Ok, để tự ấn quay đó. Ok, ơi. Thì xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình là Hebi. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện một thử thách gọi là tập đoàn Hi Ha đi gần cả mơ đợt. Thì ok, thì để coi anh em tôi rồi. Anh em tập hợp. Tập hợp tất cả đi. Ê. 2, 3, 4, 5, 6. Trời, mua đồ là nó giết này, chạy đi anh em ơi. Ê, chờ với. Chúng ta gọi là tập đoàn Hi Ha mà chỉ có thằng Hi Ha chính là tôi. Và nó có kép mà sao thôi, anh em để nhận biết. Có thằng kép ọp kìa. Ê, dễ biết này. Rồi, ôi trời ơi. Là Hi Ha này nè. Rồi, Hi Ha nào đây, hàng tên gì đây anh em? Heavy đấy à, ok. Để tôi kêu anh em là một chút, ai là Mudder thì đừng giết team mình trước. Đù, canh báo sớm ấy. Giết. Chết cả lũ tụi mày này. Mày hãy bán được tao à? Ok. Hai thằng luôn, chết hết Hi Ha rồi, Hi Ha tuyệt chủng rồi. Hi Ha đã tuyệt chủng. Chạy kìa. Cố lên nào, đù. Mudder phi dao khác đây. Để con Hi Ha này đang làm gì đây? Hi Ha này đi đâu đây? Ai mà Hi Ha béo idol đúng không? Hi Ha béo mà chết được tao. Má cái đồ mình béo. Mình béo. Rồi, chuẩn bị đụng độ với mình béo các bạn ơi. Và mình béo đang làm gì đây? Bước chân đồ ta. À. Nghe ở đây, nghe bên phải. Có cung, mình béo đã lượm được cung. Đù, mình béo thật thú gì. Mày chơi tao. Thì đây là anh em cái group của mình. Thì cái group của mình chơi đang trong Happy Sale chứ là chơi rất là ok. Ngày nào cũng có người on hết. Nên anh em nào muốn muốn chơi cùng thì cứ join thì tôi sẽ accept mọi người sau. Thì cái group của tôi đây cho anh em coi. Thì bây giờ nó đã phát triển lên tới là 83 người lận. Thì trong này có Zack, có nguyên cả team OB, có cả Zack THN, có cả bla bla bla. Phi trượt rồi, thôi mày chết với tao. Mày ở cung đúng không? Mày ở cung nhưng bảo nó giết nó đi. Hay lắm. Đấy, tập đoàn Hi Ha là phải nice. Vậy các bạn hiểu không? Nice. Mày được lắm. Nice. Chỉ có đôi cu là ngu thôi. Đây, anh em đâu? Tập trung, tập chọp, tập hợp. Tập hợp. Thì giết tiếp này, giết tiếp này. Tập hợp nào anh em? Tập hợp nào, anh em tập trung. Anh em tập hợp. Hợp bị đông. Ok, let's go boy. Let's go, gần bác. Oh hello. Three summer handsome. Tôi vẫn là Innocent. Ê, anh Hi Ha này tên gì đây? Ê, đông với liền. Ê, đi lấy này. Xíu té sắp mặt rồi. Ê, chết đi. Ngu, mà sao Hi Ha nó rớt xuống rồi. Dưới cuộc là thằng Hi Ha nó sẽ là Mudder đây các bạn. Nó là cái không phải Hi Ha bọn mình cơ. Mong là Mystery Potion. What the fuck, Brian? Anh em tập trung. Tập trung. Nghe lắm. Tập trung. Ê. Ê. Mới cầm gì ra mày? Thằng nào ấy? Là thằng béo idol ấy. Béo idol. Thằng Minh béo. Mình béo. Mình béo cày chết người, ok. Hiểu rồi. Ý, thằng này phải là Minh béo không vậy? Bây không. Giờ tôi không biết thằng nào là Minh béo luôn các ông ơi. Rồi. Em mình có thằng nó ra đi rồi. Có thằng thuốc băng hình nhỉ. Team Mi Ha đã có một người đã đi đai. Thế cày chết người rồi. Ai vậy? No. Ai? Một thằng Hi Ha. Kìa. Ôi xời ơi. Đúng rồi, mình béo các bạn ơi. Rên thôi.
chạy thôi, thằng này không phải đâu. À rồi, thằng có kép, chạy đi. Ờ kép nó không phải. Mình béo đây, chạy đi. Rồi, ui nó có thuốc tàng hình kìa. Ui trời ơi, mua đơ mà còn thuốc tàng hình á. Mà đồ nó thành assassin luôn rồi. Trong màn đêm anh là ninja luôn rồi. Hay chạy lẹ thôi. Chết chưa? Bắn nhầm Innocent mới khổ. Còn 4 thằng Hiha còn sống và một thằng Manly, Sandy Rose. Thấy gọi vậy mới gọi là quẩy nát cái server Hebis. Ui. Ui rồi. Đi không? Béo ấy. Ê, mình béo kìa. Mình béo. Mình béo. Bay bè. What the fuck, có thêm một thằng mình béo sau lưng nữa. Nhiều quá. Thằng mình béo có kép là không phải đâu. Thằng Hiha không có. Thằng mình béo có kép. Oh fucking shit. Chết kìa. Nhưng mà sao tôi nói ông là mình béo hay. Nếu từ từ để mai mốt mà đúng. Nếu mà đông á tôi sẽ mời 10 đứa luôn. Đù. À còn những đứa người mà ít on đấy thì mình sẽ cho áp. Con gái. Ok mẹ em. Ê Hiha đâu? Ê my boy. Hiha thiệt đâu? À Hiha thiệt kìa, Hiha thiệt kìa. Đây này Hiha, yeah. Hiha thiệt phải có cap mới đúng rồi, Hiha thiệt. Tôi sau lưng ông này. Có kiếm không đó ông nội? Không, tôi mới làm một lần rồi. Ê, dưới này nó... cái thằng nào kìa? Anh em mình là một gia đình. Ê, ê, cái spike của tôi nó lôi nên là tôi nhược phía sau đấy nhá. Núp chung. Núp chung, hello homie. Hello homie. Đó, anh em là Hiha fan là như phải như vậy. Ui, gì vậy? Kể chết người, nghi lắm. Hello boy, đi tại đâu à? Lại vào cái động này là hơi đồng gốc, đồng linh ca, đồng linh ca. Đã đạt, lạc anh niên này đã đạt vào động Hiha chứ mà linh ca không nổi. Hello, nó đây này P. Chat on hello. Em nhìn nó như bên 10 ấy nhỉ? Bên 10. Bên 10. Low. Low co. Ủa. Ui, cái gì vậy? À, hai thằng chơi ngu chết rồi. Đi thôi anh em. Ôi, thằng để không phải gãy trên người. Một hay hai đã chết. Hai ai chết. Anh em thấy một mũi tên chí mạng lần nào chưa? Đó. Rồi. Anh em vô căn phòng nè, vô căn phòng vắng. Thì tao đâu quá men. Ở trong căn phòng vắng. Vô đây, gãy chết người kìa. Đồ cu vô cái phòng mà có mấy... người. Mấy cái giáp rồi đi. Oh my god, thằng Zoner. Cái thằng Johnny Gaming. Thằng Johnny Gaming. Ok ok. Để tôi canh tôi bắn nó. Bước. Cái thằng ở kép. Ô vậy. Có kép đúng không? Ờ có kép. Mày mà mở cửa một phát bố bánh mình vỡ mồm luôn. Bắn đi. Đâu còn sống không? Mà tôi còn sống nhanh răng. Ông đang đâu ạ? À? Tôi á, đi chơi. Hiha everywhere. Ở đây này, ở trong này này, đi vô này, đi vô này. Nhớ cần một cái cung nghề chết nó. Oh shit. Chết hả? À, nó đang đâu vậy? Nhìn nè. Bây giờ Hiha sẽ đợi. Nó mà bước tắt vô bắn một phát là vỡ mồm. Bắn đi. Tắt mic đi man. Nó không vô, giờ sao giờ? Thôi khỏi bắt khô bắt khiết gì hết. Thủ thôi mình thủ thôi. Hết giờ thì mình thắng thôi, easy game. Đó. Còn một đứa bắt đầu nè, Hiha giả và Hiha thiệt nè. Hiha giả và Hiha thiệt này. Xem nào, đây là Hiha thiệt này. Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng. Thấy có mở không? Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng. Nắng trùng em hạt hoặc cùng trời múa sông. Thè bắn cái này mà hụt nữa thì thôi luôn. Vai nổi. Ờ hồi đấy chết thôi, easy. Nhìn lên em ơi. Em mặc cửa ra đi em ơi. Mình béo vào kìa. Tới chưa, nó tới chưa? Hiha mình béo, Hiha mình béo vào. Nó tới chưa? Để xem nó. Ờ con vợ với con vợ nhau chứ. Mở cửa ra nào, come on anh biết. Ok thì thằng chết người nó đang đi săn lùng Hiha. Kinh. Thắng rồi, GG. Yeah! Yeah! Yeah!
Ê ngu. Ôi đần. Ê ê ê sau lưng này. Ê my boy. Ê my boy. Ở đây cầm kiếm. Quá tục. Bing. Rồi ok, một tập một tấm hình. Okay. Quá đẹp. Fast. Ok, oh, cái map này nữa. Map này, này tôi reset tất cả mọi người hi ha. Đưa một thằng. Là vậy, hi ha của chúng tôi rất là đỉnh. Không, tập đoàn hi ha không bao giờ chết, lúc nào cũng thắng thấy không? Ừ. Không bao giờ bị Mudder giết luôn á. Ừ thì thầy. Có một thằng mới đưa một thằng đi. Cuối cuối vẫn là lúc nào cũng vậy, còn một thằng cuối không ạ. Còn hai thằng hi ha solo với nhau. Ừ, lúc nào cũng còn hai thằng hi ha solo với nhau. Ok. Rồi, ta đã ba vàng. Ba vàng. Ôi, ở đâu, what the fuck boy. Tôi chưa có vàng rồi đó. Ừ. Thấy hay con. Ê, ôi, ôi, có cùng, ơ, hơ, có Mudder, hơ. Có cùng kìa. Có Innocent, có Innocent các anh em ơi. Quá ngon, quá ngon. Thằng bé ở đâu kia bắn đi kìa. Ô, hello boy. Bắn chứ chắc nó. Chạy thôi, thụt rồi. Oh my god. Oh my god. Bắn đã bỏ bắn cái thằng đấy không bắn. Quỷ. Bay, bay, bay. Bay. Woohoo. Gì vậy? Đuối yếu. Ủa sao bay không được vậy? Bay mà. Ngồi hea bị delay turn back à. Ui nó kìa. Có được con ES đâu. Mới phải nó không. Tao tôi cũng không biết tên nó tên gì nữa. Đâu ai biết tên nó tên gì. Nhưng mà thử thấy hea bắn đi. Bây giờ đông quá không biết cover nhau luôn. Không biết nào là nào luôn. Không biết nói như sao luôn. Ok. Bay nồi. Chạy lẹ chạy lẹ. Chạy lẹ. Ok ok. Nó đâu. Ok ok. Đứng này đi. Ôi, ê, chết người kìa, hia chết người kìa, hia chết người kìa. Ê my boy. Hia chết người kìa, hia chết người kìa. Hia chết người ấy, nói. Kìa nó kìa, nó kìa. Đã đúng rồi. Mình chết cha nó. Không biết phải đó không nữa. Nè. Nói, chính nói giết người sao. Tên gì, tên gì? Cái thằng nó béo. Phải mình béo, này nó làm hơi nhiều rồi đấy. Mình béo kìa. Mình béo kìa. Chết. Vãi thật. Nó phi hay thế. Phi hay không bằng tôi luôn kìa. Trời ơi nó phi kìa má. Ôi, ơi. Nó phi chết hai thằng luôn kìa. Thế khi nào phi nó gần bằng tôi. Gần bằng tôi luôn. Ghê à. Thì nó phi đâu ở xa bằng tôi đâu. Rồi bây giờ coi này. Hi ha mình béo. Ôi kinh kìa. Dáng này không còn hi ha nào solo với hi ha nào á. Ừ. Còn mỗi hi ha với Giang Sun Yasuo Fighter TV Yasuo. Yasuo. Giờ một đứa trẻ trâu và một đứa con gái. À, mai mốt tập sau thì các bạn muốn mình hóa trang thành ai thì các bạn nhớ bình luận vào ở những cái video tiếp theo của mình. Rồi, thì để mình thành mình này hóa trang thành người đó nếu các bạn theo ý kiến của các bạn nha. Thay skin heavy đi. No. Hóa trang thành YouTuber nào thì các bạn cứ comment ở bên dưới mình sẽ hóa trang cho các bạn coi. Ok. Thằng Minh Bèo nói đi khắp nơi. Minh Bèo đang đi khắp nơi. Nó chỉ khai cái xác mắt kinh á. Ấy kìa đúng rồi, Minh Bèo. Đờ mờ Minh Bèo bị mù, đờ mờ Minh Bèo, đờ mờ Minh Bèo, đờ mờ Minh Bèo. Nó Minh Bèo không thấy kìa, Minh Bèo. Đờ mờ Minh Bèo. Minh Bè. Đờ mờ Minh Bèo. Ok. Rồi vô anh em tập hợp đi ha, tập hợp đi ha, tập hợp. Oh my god. Anh em đâu? Ôi giời, nghi thằng bạn chết cha rồi nhá. Rồi, tôi tiếp tục là Innocent. Tương thế. Ai là Innocent đấy? Ok. Ok, một cục vàng duy nhất. Tôi còn chưa có cục. Oh shit, ôi chiều mới có bao nhiêu mới vô rồi. À không, do thằng đấy nó rớt mẹ. Nó rớt xuống. Phải không? Và sẽ vô tình đi ngang qua nhà cây cung luôn. Ở dưới cùng là thằng nào là Innocent, thằng nào là Mudder đây. Thằng nào Mudder. Oh my god, thằng hi ha này. Nghe tên gì? Không phải hi ha, không phải hi ha, để tôi giết nó. Quát cho anh em. Yes. Wow, quá đỉnh.
Đó, Team 12 rất là đỉnh rồi ơi. Nếu các bạn thích thì nhớ để lại. Đó, đúng rồi. Ok, bản cuối nào, khoảng cuối nào? Tập đoàn thi ha, tập đoàn thi tha nào. Wow. Thì ok, đây là ván cuối của mình. Nếu các bạn thích thì nhớ để lại cho mình một like, một share, subscribe, ủng hộ kênh cho mình nha. Thì và nhớ qua kênh mình ủng hộ mình với nha. Đúng rồi, nhớ là lắc chuông cũng như là like video nha các bạn. Nhấn chuông ấy. Nhấn chuông, nhấn chuông. Rồi, tập này ai là moderator đây? Hi hi. Yeah, moderator này, hi sau lưng nè. Đâu? Hello Beach. Hello Beach. Ok. Có ai là Minh Béo đây? Minh Béo đi. He. Xem tập này ai sẽ là Minh Béo nào? Anh sẽ là Minh Béo. Anh sẽ là Minh Béo. Anh sẽ là Minh Béo. Béo. What the? Oof. Anh em tập hợp vô này nè, vô này anh em tập hợp. Rồi. Tìm một thằng mới đòn là chém chết cả luôn. Ê, khỏi chỗ này. Đứng đây đi, không sao đâu. Lên giường. Anh này nè. Anh em tập hợp này đi. Ủa, thằng này là ai vậy? Thằng Diva. Diva. Con đi. Ok, anh em Hi Ha nè. Hello boy. Hello boy. Nó bắn chết, nó chém chết đấy. Hello boy. Karabatsata. Oh, ngon đó, ngon gì. Bắn chết này, bắn chết này. Anh em tập hợp. Anh em tập sát nhau. Anh em tập hợp. Hi Ha, đúng. Tập hợp. Ê, đây, bắn nhau. Ừ, anh em tập nhau. Cả lồn. Chắc chết cả luôn cơ. Anh em nó bị dụ. Liêu. What the fuck, Hi Ha chặt chết cả luôn kinh. Còn mỗi thằng Just Joe và Hi Ha. Yeah. Thằng đi vào trên đầu kìa. Đi học nhảy ngu. Oh shit. Oh wow. Ok. Ok thì các bạn nhớ, nếu mà thích video này của mình thì nhớ để lại cho mình một like, một share để ủng hộ video cho mình nha. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình suốt video này. Thì các bạn, nếu các bạn muốn mình tập sau làm thêm về những hóa trang thành 10 moder, 7 moder và gì 7 YouTuber nào thì các bạn cứ để bên dưới thì mình sẽ làm cho các bạn coi. Thì ok, bây giờ thì bye bye my boy. Thank you.